Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Huấn thị trong cuộc hội nghị cán bộ đảng. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 9, trang thứ 433. Trước khi đi vào tác phẩm thì mình xin nói qua huấn thị, tức là lời khuyên răn, dạy bảo về một vấn đề gì đó, thường dùng cho cấp trên đối với cấp dưới. Và trong các cuộc họp hay các cuộc hội nghị của đảng hay của các ngành thì Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự và đưa ra những lời chỉ dẫn khuyên răn nhưng rất là ngắn gọn, dễ hiểu và thiết thực, đến thời điểm hiện nay vẫn còn nguyên giá trị để cho chúng ta học tập. Sau đây, mình xin trình bày với các bạn tác phẩm Huấn thị trong cuộc hội nghị cán bộ đảng. Các cô, các chú, bác nói mấy điểm giản đơn thôi. Bởi vì mấy hôm nay, các cô, các chú cũng đã có nghiên cứu. Nghe nói các cô, các chú thắc mắc là chiến tranh hay hòa bình? Chiến tranh hay hòa bình là hai lực lượng đấu tranh đối chọi với nhau, nên tất cả các cô, các chú ở đây, tất cả cán bộ với đảng viên ở các nước bạn và các nước khác, ai cũng làm tròn nhiệm vụ thì chiến tranh cũng hóa ra hòa bình. Nếu các cô, các chú ở đây mà làm không tròn nhiệm vụ thì hòa bình cũng có thể hóa ra chiến tranh. Bất kỳ chiến tranh hay hòa bình, mình cũng phải chủ động. Nếu mình làm chủ động thì chiến tranh mình cũng lợi, mà hòa bình mình cũng lợi. Còn cứ ngồi nói không biết chiến tranh hay hòa bình mà không làm tròn nhiệm vụ thì hòa bình mình cũng thiệt, mà chiến tranh mình cũng thiệt. Nghe nói có một số vị chưa thông suốt mà không tin rằng đấu tranh chính trị sẽ thắng lợi. Bất cứ đấu tranh chính trị hay quân sự, mình cũng phải có lòng quyết tâm. Quyết thắng thì đấu tranh chính trị cũng thắng lợi, mà đấu tranh quân sự cũng thắng lợi. Đây có nhiều chú ở bộ đội không? Từ lúc bắt đầu kháng chiến cho đến khi chiến thắng Điện Biên, ta gặp bao nhiêu là khó khăn mà vẫn thắng. Vì sao? Là vì mình có quyết tâm. Đấu tranh chính trị cũng phải lâu dài, gian khổ, nhưng cũng phải có quyết tâm khắc phục gian khổ, khắc phục khó khăn, và phải có lòng tin vào thắng lợi. Nếu không có lòng tin tưởng thì không làm được, và đấu tranh không thắng lợi. Nhưng không phải chỉ nói tin tưởng suông là thắng lợi, mà tin tưởng ấy phải diễn ra trong công tác hàng ngày của mình, phải cố làm tròn nhiệm vụ. Bất kỳ làm nhiệm vụ gì, phải đứng về phương diện nào, bất kỳ làm nhiệm vụ gì và đứng về phương diện nào cũng phải làm tròn nhiệm vụ, phải có quyết tâm. Có quyết tâm thì nhất định thắng lợi. Các chú có tin tưởng và quyết tâm không? Lòng tin tưởng và quyết tâm ấy phải được biểu hiện ra trong mỗi việc làm hàng ngày, và phải thông suốt từ trên xuống dưới, từ trong đảng ra ngoài đảng, từ trong cán bộ ra ngoài nhân dân. Ví dụ, mình phải qua một con sông. Nếu quyết tâm thì nhất định sẽ sang được, nhưng phải quyết tâm đi chặt tre, chặt gỗ về làm cầu thì mới sang được. Đấu tranh chính trị hay quân sự cũng vậy. Một vấn đề mà bác nghe nói bàn cãi cũng nhiều, và bây giờ không biết đã thông suốt đến đâu. Thế nhưng bác cũng nói lại,
Đó là vấn đề cải cách ruộng đất. Về cải cách ruộng đất thì khuyết điểm hữu khuynh nhiều hơn khuyết điểm tả khuynh. Khuyết điểm tả khuynh cũng có, nhưng nếu xét kỹ thì cái tả do là cái tả nháy nháy và do cái hữu sinh ra. Sở dĩ có những khuyết điểm trên là vì không nghiên cứu kỹ những chính sách của đảng và của chính phủ, những chỉ thị của trung ương, hoặc là nhận được chỉ thị về rồi cứ sao nguyên văn mà đưa xuống cấp dưới, chứ tự mình không nghiên cứu xem vì sao có chính sách này, vì sao có chính sách kia. Thí dụ như chính sách trong lúc kháng chiến thì ta cho linh mục là địa chủ, nhưng từ lúc hòa bình đến giờ vì sao ta không gạt vào thành phần địa chủ? Nó có cái lẽ của nó, chứ không phải khi trước ta làm như thế này là đúng, bây giờ làm như thế này là sai. Khi trước đúng mà bây giờ cũng đúng, nhưng vì bây giờ tình hình thay đổi nên cách làm phải uốn nắn lại. Vì không nghiên cứu kỹ chính sách chỉ thị nên cứ ngồi mà nói bây giờ làm như thế này là đúng, làm như trước kia là sai, rồi đi vào vòng luẩn quẩn. Vì vậy khuyên các chú các cô phải nghiên cứu kỹ chính sách của đảng, chỗ nào không hiểu thì hỏi nhau, hỏi nhau không hiểu thì hỏi cấp trên, nhưng không hiểu thì nói không hiểu để rồi hỏi cấp trên giải thích. Có số cán bộ vì sợ người ta sẽ cười, sợ xấu hổ cho nên không biết cũng nói biết. Cái đó là nguy hiểm. Như bác đã nói, cuộc cải cách ruộng đất là cuộc đấu tranh giai cấp gay go phức tạp. Ta phải biết ý nghĩa to lớn của cải cách ruộng đất. Vì sao phải cải cách ruộng đất? Không cải cách ruộng đất thì sẽ như thế nào? Cải cách ruộng đất thì sẽ như thế nào? Cải cách ruộng đất như thế nào thì sẽ thắng lợi, như thế nào thì sẽ thất bại? Phải nghiên cứu cho kỹ, cho rõ. Nếu các cô các chú nghiên cứu kỹ, nghiên cứu rõ, tư tưởng thông suốt thì trong lúc thực hành sẽ bớt sai lầm. Sai lầm thì nhất định có, vì đó là công việc mới đối với chúng ta. Tuy là đã có giải thích như thế này thế khác, nhưng nếu ta hiểu rõ chính sách, nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng thì cái sai lầm ấy sẽ dễ sửa chữa và ít sai lầm. Sai lầm không đến nỗi quan trọng. Cán bộ ta cũng có những người không hiểu thấu suốt chính sách và không trực tiếp đến địa phương, mà chỉ hiểu lơ mơ những cực khổ của nông dân, những tàn ác của địa chủ, nên khi nghe nói bọn nó tự tử là lo ngại. Vì chưa hiểu suốt chính sách của đảng và chính phủ, chưa tin tưởng vào nông dân lao động, lập trường chưa vững chắc là mình nhất định đứng về phía nông dân lao động, cho nên trong lúc thảo luận ý kiến không được đúng. Nói tóm lại, phải nghiên cứu lại chính sách ruộng đất của chính phủ và của đảng, những chỉ thị của trung ương, và phải biết rõ tình hình ở thôn quê. Vấn đề nữa là vấn đề tự do tín ngưỡng. Về vấn đề này, chính phủ và đảng đã có chính sách, nhưng vì địa phương làm không đúng, hoặc là hữu khuynh hoặc là tả khuynh. Có cán bộ thì tưởng chính sách tự do tín ngưỡng của chính phủ đối với tôn giáo là chính sách ngoại giao. Không đúng đâu. Có cán bộ lại muốn tiêu diệt hay tẩy trừ tôn giáo. Cái đó cũng thật tầm bậy.
Bởi vì vấn đề tôn giáo đi liền với vấn đề chính trị, vấn đề kinh tế, vấn đề khoa học, vấn đề giáo dục. Bây giờ bên Trung Hoa còn có tôn giáo không? Vẫn có. Không phải viết khẩu hiệu trên nhà thờ đã đảo tôn giáo là đánh đổ được. Làm như thế lại càng mắc vào chính sách chia rẽ của đế quốc và phong kiến. Vì vậy, chính sách tôn giáo cũng phải nghiên cứu kỹ chính sách của đảng và luật pháp của chính phủ. Nếu không thì nghe nói như thế này rồi về làm lại quá hủ. Làm quá hủ về bình rồi về lại làm quá tả. Cho nên chính sách tôn giáo cũng như chính sách ruộng đất cần phải nghiên cứu kỹ và phải làm cho đúng. Mình sai một chút quá hủ, địch sẽ lợi dụng. Mà tả, địch nó cũng lợi dụng. Cho nên phải làm cho đúng chính sách của đảng, của chính phủ. Còn những vấn đề khác, như vấn đề quốc phòng, thì có cán bộ ở trong bộ đội cũng như ở ngoài bộ đội nói: bây giờ hòa bình rồi thì sao lại cần củng cố quốc phòng, củng cố quân đội, sao lại phải luyện tập? Do cũng vì không hiểu. Bởi vì lực lượng của mình mạnh về quân đội cũng như về mọi mặt chính trị, kinh tế thì mới đảm bảo giữ gìn được hòa bình, đảm bảo đi đến thống nhất, độc lập, dân chủ. Nếu lực lượng mình mà yếu thì không làm được cái gì. Cho nên lực lượng của mình là cái gốc, phải luôn luôn sẵn sàng. Đó là quân đội. Vì vậy, vấn đề củng cố quốc phòng rất là quan trọng. Chứ không phải hòa bình rồi là không cần củng cố quốc phòng. Nếu các cô, các chú xem báo chí, hiểu thời sự, thì từ đại chiến thứ hai chấm dứt đến bây giờ, nghĩa là bên Liên Xô là hòa bình, nhưng quân đội Liên Xô càng ngày càng tập luyện, càng ngày càng củng cố và càng ngày càng tiến bộ. Cho nên Mỹ lấy bom nguyên tử đe dọa thế giới, dọa Liên Xô, thì Liên Xô cũng có bom nguyên tử. Mỹ lại lấy bom khinh khí ra để dọa Liên Xô, dọa thế giới, nhưng Liên Xô cũng có bom khinh khí. Và chính những người Mỹ đã nói bom kinh khí của Liên Xô làm được rẻ hơn, điều khiển dễ hơn, mà sức nổ lại mạnh hơn. Ở Trung Hoa cũng vậy. Trung Hoa đã được giải phóng hoàn toàn, trừ đảo Đài Loan. Năm nay đã gần 6 năm. Bây giờ Trung Hoa đã hòa bình rồi, cứ lo việc kiến thiết kinh tế, không lo đến củng cố quốc phòng có được không? Thế nhưng bên Trung Hoa cũng ra sức củng cố quốc phòng. Vì chủ nghĩa đế quốc đang còn, vì chủ nghĩa tư bản đang còn, thì mình còn phải củng cố lực lượng quốc phòng của mình để nắm chắc phần chủ động. Cũng như bác đã nói khi nãy, hòa bình thì mình cũng chủ động, mình cũng có lợi. Nhưng chiến tranh mình cũng chủ động, mình cũng có lợi. Lầm tưởng hòa bình là thái bình mà không lo củng cố lực lượng quốc phòng, thế là sai lầm, mà lại là sai lầm to. Như thế không giữ gìn được hòa bình, không giữ gìn được tổ quốc và không đi đến thống nhất, độc lập, dân chủ. Một điểm nữa cần phải chú ý. Bây giờ nước ta ở trong tình hình mới, tạm thời phải chia làm hai. Thêm vào đấy là những trận bão, trận lụt và hạn hán, mùa màng của ta kém sút, nên nhiều nơi nhân dân bị đói kém. Thế là trở ngại về trời và về dịch. Cho nên ở trong thành thị và thôn quê,
Cũng vì hai lẽ ấy mà công việc trị an ta cần phải hết sức chú ý. Ví dụ như bây giờ nghe nói bọn địa chủ phá mùa màng, phá rau, phá khoai, hay là cố xuyên tạc tuyên truyền di cư đi Nam. Vì thế về việc trị an, nói chung là về việc nội trị ở địa phương, các cấp phải thật hết sức chú ý. Ví dụ như đường xe lửa, công trình thủy lợi, nếu ta không chú ý và tỉnh táo đề phòng thì sẽ gặp sự phá hoại của địch. Nói tóm lại, đế quốc Mỹ, bọn thực dân Pháp phản hiệp định và bọn Ngô Đình Diệm đang hết sức tìm mọi cách phá hoại ta. Hiệp định đây là hiệp định Geneva. Điều này không có gì là lạ. Cố nhiên nó không bao giờ muốn cho ta được thành công, cho nên nó phá hoại ta. Vì vậy tất cả các ngành cần phải tỉnh táo đề phòng, từ cán bộ cho đến nhân dân cần phải ra sức học tập kinh nghiệm của Liên Xô và Trung Quốc. Ở Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ mới, bọn đế quốc cũng đang tìm đủ mọi cách để phá hoại. Vừa rồi bọn Mỹ thả mật thám và tay sai của bọn Tưởng cùng vũ khí xuống Trung Hoa, nhưng sau đó chúng đều bị ta tóm cổ. Bọn Tưởng ở đây là Tưởng Giới Thạch, là vì công an, bộ đội và tất cả cán bộ đều giáo dục nhân dân có ý thức phòng gian bảo mật. Hiện nay ta có mấy vấn đề liên quan với nhau. Một là vấn đề sản xuất, hai là vấn đề thuế, ba là vấn đề cứu đói. Các cô các chú phải nhận rằng nhân dân ta rất tốt, việc gì họ hiểu thì họ hết sức làm, họ vui lòng làm, thậm chí phải hy sinh, dân cũng vui lòng hy sinh. Phải nhận rõ điều đó. Nhưng muốn lấy thuế, muốn lấy thóc của dân, muốn dân sẵn sàng đóng góp thóc thì phải thế nào? Thì dân phải có thóc. Mà muốn dân có thóc để góp thì phải thế nào? Thì cán bộ phải lãnh đạo, giúp đỡ và hướng dẫn một cách thiết thực công việc sản xuất của nhân dân. Trái lại, nếu không chú ý hướng dẫn, giúp đỡ, lãnh đạo một cách thiết thực việc sản xuất của nhân dân, mà đến khi thu thuế thì muốn dân nộp đủ, nộp gọn, nộp nhanh, thì không khác gì các cô các chú muốn uống nước nhưng không muốn đào giếng. Có đào giếng thì mới lấy nước. Bây giờ muốn lấy nước mà không đào giếng thì khó có. Các cô các chú có hiểu không? Có thông suốt không? Hiểu thì nói hiểu, nhưng khi làm cũng có chỗ làm được tốt, cũng có chỗ làm phất phơ. Khi đến mùa thuế thì cứ làm sao khuyên nộp, nhưng mà lúc sản xuất ít giúp đỡ nhân dân, hướng dẫn nhân dân. Cho nên muốn thuế đóng đủ, đóng nhanh, đóng tốt thì không đợi đến mùa thuế mới vận động, mới cổ động, mới tuyên truyền với nông dân. Ngay trong các đợt sản xuất phải hết sức chú ý, giúp đỡ, hướng dẫn, lãnh đạo nông dân sản xuất cho nhiều. Cố nhiên đến lúc đóng thì sẽ thu được nhanh, tốt và gọn. Sản xuất là một việc do sức người, nhưng một phần cũng do mưa nắng và sức trời, nhưng cũng do cán bộ thật thà lo lắng đến đời sống của nhân dân thì những chỗ ấy cứu được đói. Hoặc là nắng hạn thì cán bộ cùng nhân dân tìm cách lấy nước. Nếu có lụt, cán bộ hướng dẫn nhân dân trồng màu hay thứ này thứ khác có thể ăn được. Ở những chỗ cán bộ khá như thế thì không đói hoặc nạn đói nhẹ.
Còn những chỗ nào cán bộ chủ quan, không thật tâm lo lắng đến đời sống của nhân dân, không thiết thực hướng dẫn giúp đỡ nhân dân sản xuất, thì chỗ ấy bị đói. Về cứu đói, phải tránh xu hướng sai lầm. Muốn cứu đói, phải tự cứu mình trước. Có chỗ đã làm được là vì xã này ở gần sông, bị lụt mất mùa thì đói. Còn như những xã ở xa sông thì không bị đói. Mình phải cổ động, khuyến khích các xã không bị đói cứu giúp, đỡ đầu những xã đói. Và xã đói cũng không vì được giúp mà ngồi chờ, phải cố gắng sản xuất. Như thế thì mới tự cứu được. Cố nhiên là chính phủ cũng phải giúp bằng cách này hay cách khác. Đảng Cộng sản, chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã giúp ta 1 vạn tấn gạo và 5 triệu thước vải. Nghe tin ấy, có nơi cán bộ và nhân dân ngồi chờ cứu. Các địa phương có như thế không? Cán bộ không lo xóm này, xã này hay huyện này giúp xóm khác, xã khác hay huyện khác, không lo cổ động nhân dân tự cứu mà cứ ngồi chờ là một sai lầm. Trong khi giúp 1 vạn tấn gạo và 5 triệu thước vải, Tổng hội Cứu tế Trung Quốc nói rằng vì biết nhân dân ta đang gặp khó khăn nên giúp để góp sức cho nhân dân ta tăng gia sản xuất. Thế mà đại đa số cán bộ ta lại làm sai. Nghe nói trong khi cứu đói, chúng ta còn quan liêu, mà không biết rằng cứu đói như cứu lửa. Có lúc đã có gạo, từ chỗ có gạo đưa đến chỗ bị đói, thì đồng bào bị đói đã nhược đi và không ăn được. Việc tệ nhất là tham ô. Tham ô tức là gián tiếp giết chết đồng bào bị đói và bị nạn. Vì vậy, từ nay về sau, nếu tìm ra, điều tra ra những vụ tham ô, đảng sẽ thẳng tay kỷ luật và chính phủ sẽ thẳng tay trừng trị. Nói tóm lại, chính việc cứu đói này cũng phải có chính sách. Chính sách ấy là địa phương phải tìm cách tự cứu, mà cứu đói với sản xuất phải đi đôi với nhau. Tuyệt đối phải sửa chữa bệnh quan liêu và phải ngăn ngừa tội tham ô. Một vấn đề nữa là vấn đề di cư. Có vấn đề di cư này trước hết là do địch âm mưu chia rẽ, phá hoại ta về mặt chính trị và về kinh tế. Về kinh tế, có hàng vạn người đi, thế là ta mất hàng vạn sức lao động. Về chính trị, nó chia rẽ giữa lương và giáo, giữa Nam và Bắc, giữa chính phủ và nhân dân. Lương và giáo thì có nghĩa là lương là đồng bào không có đạo và giáo là đồng bào có đạo. Thế là âm mưu của địch rất nham hiểm. Vì cán bộ địa phương trong các chính sách thuế má, chính sách tôn giáo, chính sách dân công làm không đúng, cho nên địch lợi dụng được chỗ, lợi dụng được những chỗ sai ấy để tuyên truyền chống và phá hoại ta, lừa bịp và ép buộc một số rất đông đồng bào đi vào Nam. Chính sách chống di cư của mình bây giờ không phải là một cách cô lập với các chính sách khác. Chính sách ruộng đất phải làm cho đúng. Chính sách cứu đói phải làm cho đúng. Chính sách dân công, chính sách sản xuất phải làm cho đúng. Nghĩa là đừng có chỗ sơ hở cho địch lợi dụng được. Địch không khôn khéo gì đâu, nhưng sở dĩ nó làm được những cái đó
là do ta dạy. Vì cán bộ địa phương làm tầm bậy, cho nên để nó lợi dụng được, nó phản tuyên truyền. Ví dụ, có nơi viết khẩu hiệu trên tường nhà thờ đề đã đảo đế quốc chủ nghĩa. Cái đó không có ích gì cả, mà lại có hại. Vì đối với nhà thờ, một số đồng bào cho là nơi tôn nghiêm, ta phải kính trọng. Làm như thế đồng bào sẽ nói ta khinh rẻ chỗ thờ cúng của họ, và như thế họ sẽ bực mình. Nếu có những tên mật thám phản động thì nó sẽ lợi dụng cơ hội ấy để phản tuyên truyền ta. Phản tuyên truyền ta với nhân dân, cho là ta muốn cấm đạo. Bây giờ là bước đầu, rồi sao tiến tới phá những nhà thờ. Thế là đồng bào tin nó, họ đi vào Nam và nói rằng chính phủ bây giờ chưa cấm đạo, nhưng về sau sẽ cấm. Rồi nói hồn Chúa đi vào Nam, vì nếu Chúa không đi vào Nam, sao mấy năm kháng chiến không đói, những năm này lại đói. Thế là ta có những cái dại dột để nó lợi dụng được. Đồng bào ngây thơ nghe nói rồi đi theo. Bác vừa tiếp chuyện với một nhà báo có tiếng người Anh đến phỏng vấn rằng: cụ có bằng lòng bảo đảm một chút tự do cho tôn giáo không? Như tự do thờ cúng, tự do đi làm lễ, tự do dạy cho con cái về đạo. Đây là một văn sĩ và là nhà viết báo, cả báo Anh, báo Pháp, báo Mỹ. Thế thì ta biết địch nó tuyên truyền đến mức nào, trong khi đó thì tuyên truyền của ta còn rất kém. Nói tóm lại, về vấn đề di cư, ta chống hay không chống? Chúng ta chống, nhưng mà chống với một chính sách khéo. Như chính phủ nói, ai muốn vào Nam thì chính phủ sẽ giúp cho đi. Vừa rồi có một chuyến tàu của ta cho 1.000 đồng bào đều ở khu 4 vào Nam. Nhưng đối với bọn nào phá hoại, lừa bịp, ép buộc đồng bào thì ta nhất định trừng trị. Nếu các chú ở địa phương làm đúng như thế thì việc chống di cư sẽ dễ giải quyết. Chính phủ ra lệnh, ai thực tâm muốn đi thì phải cấp giấy cho họ. Nhưng ở địa phương tìm cách này, cách khác, không cho giấy, hoặc làm khó dễ họ. Bây giờ cứ làm theo lối ấy thì có chống được không? Không chống được, vì chống không đúng. Vì ta làm khó dễ chừng nào thì địch sẽ viện vào cớ ấy để tuyên truyền thêm nữa, và đồng bào lại muốn đi chừng ấy. Chuyến tàu vừa rồi có mấy chục người xuống tàu xin đi lại xin trở lại. Vì sao? Là vì chính sách của ta đúng, thế là ta chống được. Về tình hình đồng bào di cư vào Nam thì chính nhà báo Anh, một người ngoan đạo, đã nói với bác rằng y đi thăm một trại di cư, trại kiểu mẫu. Trong 2 ngày đã có hơn 10.000 người không có ăn, nằm không có vải, mỗi người chỉ được mấy miếng ván để che, nằm dưới đất. Trời đã nóng bức, thật là khó chịu. Nhất là trẻ con rất cực khổ, ngày nào cũng có người chết. Anh ta là người ngoan đạo, phản động mà còn nói như thế. Thì đủ biết đồng bào trong ấy cực khổ đến mức nào. Còn ta không biết tuyên truyền và tuyên truyền kém.
Vậy bây giờ chính sách chống di cư đã có chưa? Phải tuyên truyền, phải giải thích. Nhưng như thế chưa đủ. Ở những nơi nào đồng bào công giáo đói kém, ta phải hướng dẫn họ tăng gia sản xuất, tôn trọng tự do tín ngưỡng của họ. Có như thế chúng ta mới thành công trong việc chống di cư, chứ không phải kẻ khẩu hiệu tầm bậy. Không phải ngăn ngừa mệnh lệnh mà chống được di cư. Chắc các cô các chú ở đây có nghiên cứu về nhiệm vụ trước mắt của chúng ta hiện nay là thi hành hiệp định Geneva. Nhưng có chú hỏi thế thì ở một vùng nào đó xa xôi thì thi hành hiệp định bằng cách nào? Cái này là chính sách chung. Có thi hành hiệp định Geneva thì mới giữ được hòa bình, rồi mới đi đến thương lượng tổng tuyển cử. Không phải nói chỗ nào cũng có nhiệm vụ này, nhưng mà cũng không phải nhiệm vụ này chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà thôi. Đây có các chú ở Cao Bằng không? Tổ quốc tế đi đến đó, bây giờ về rồi. Cũng như ở khu 4, ở Lạng Sơn, thường có ủy ban quốc tế đi điều tra. Nếu ta sắp đặt khéo, niềm nở với họ, họ đi đến đâu, ta chuẩn bị trước và đối đãi tử tế với họ. Như thế thì họ đi khám, nhưng khám không có gì thì họ bỏ về. Nhưng như khi họ đi đến Cao Bằng, trong hiệp định không nói đóng ở Cao Bằng, nhưng họ thương lượng, ta đồng ý để họ đi và sẵn sàng giúp đỡ họ. Đến đây ở một tháng, thấy không có gì, rồi họ lại về. Nhưng trong khu 4, ở vùng Ba Làng, ở những vùng công giáo, khi họ đến thì ta chặn lại, sau đó cho xe đi đuổi, sau đó cho xe đi đuổi, rồi giật thư của ủy ban. Trong đó lại có cả thư ngoại giao. Đó là điều bất khả xâm phạm. Cho nên họ bực tức nói xấu ta. Như thế thành ra ta không tốt. Vì vậy nên các cô, các chú ở khu 4 hay những chỗ thường có ủy ban quốc tế đến phải khôn khéo, mềm mỏng. Nguyên tắc thì giữ vững, đồng thời phải chuẩn bị tử tế, niềm nở. Họ sẽ thấy ta thi hành đúng. Nếu trái lại, làm như ở khu 4 thì hỏng. Còn vấn đề ngoại giao, nhiều chú nói vấn đề ngoại giao là của Trung ương. Còn các khu, các tỉnh làm gì có công tác ngoại giao? Không đúng đâu. Ví dụ như bây giờ, có những đại biểu của các nước bạn hay đến địa phương. Những đồng chí đó đến để giúp ta, cho ta những kinh nghiệm, như làm đường xe lửa, thăm những nơi ở khu 4, chỗ nào nên trồng chè, chỗ nào nên trồng cà phê, chỗ nào nên đắp đường hay là xây dựng các công trình thủy lợi. Nếu đến địa phương mà không quan tâm đến các đồng chí ấy là hỏng. Cố nhiên không có thì các đồng chí cũng làm, nhưng nếu không săn sóc các đồng chí, để các đồng chí mệt mỏi hoặc ốm đau, thì chẳng những hại đến cảm tình mà còn hại đến công việc. Vừa đây có đoàn đại biểu của phong trào hòa bình Pháp sang thăm ta. Nếu như đi đến đâu, ta cũng niềm nở đón tiếp, nói chuyện, giải thích. Đi về họ sẽ tuyên truyền tốt cho ta. Nếu đi đến đâu mà ta không săn sóc, giúp đỡ và niềm nở, khi về chẳng những họ không tuyên truyền tốt, mà trong đó lại có người tuyên truyền xấu. Và nếu như không tuyên truyền xấu thì họ cũng không nói tốt. Đối với ủy ban quốc tế cũng là một công tác ngoại giao đấy.
Còn có một điểm nữa là các chú thấy đề ra nhiều trọng điểm. Cái gì cũng là công tác trung tâm, cái gì cũng là trọng điểm. Thế rồi hoang mang. Hoang mang là đúng, vì có các cô các chú chưa hiểu. Thí dụ từ 8 giờ đến 11 giờ trọng điểm của các chú là gì? Là nghiên cứu. Nhưng sau 11 giờ cho đến 12 giờ trọng điểm của các chú là ăn. Thế là trọng điểm không phải máy móc đâu. Thí dụ trọng điểm chính của đảng và chính phủ là thi hành đúng đắn hiệp định Geneva. Nhưng chỗ đói thì trọng điểm là chống đói. Chỗ sản xuất thì đến mùa trọng điểm là sản xuất. Chỗ cải cách thì trọng điểm là công tác cải cách ruộng đất. Nhưng phải kết hợp trọng điểm với các công tác khác, chứ không phải nói chỉ làm một công tác trọng điểm ấy mà bỏ các công việc khác đi. Nếu thế thì chỉ là một điểm chứ không phải là trọng điểm. Thí dụ bây giờ ở chỗ đói nhiều thì trọng điểm vẫn là cứu đói, nhưng không phải như thế là quên vấn đề sản xuất. Thế còn chỗ bây giờ đang cải cách ruộng đất thì trọng điểm là cải cách, nhưng cũng không phải là không lo đến vấn đề sản xuất. Thế thì trọng điểm ấy phải tùy thời, tùy địa phương, tùy việc gì gấp nhất và quan trọng nhất. Việc bây giờ chống nạn, việc bây giờ chống đói quan trọng nhất, vì cái đó là vấn đề sống chết của đồng bào. Nhưng không phải chỉ chống đói mà bỏ những việc ấy. Ví dụ muốn cứu đói thì phải mang gạo đến, muốn mang gạo đến thì phải lấy dân công. Rồi đến lúc đồng bào có ăn thì phải lo việc tăng gia sản xuất. Nếu chỉ biết cứu đói là cứu đói mà không biết huy động nhân dân đi lấy gạo thì gạo đâu mà ăn. Vì vậy có trọng điểm chung cho cả nước, có trọng điểm chung cho một địa phương, có cái trọng điểm lúc này, thời kỳ này, nhưng đến thời kỳ sau nó không phải là trọng điểm mà lại có trọng điểm khác. Thí dụ làm ruộng thì từ khi bắt đầu cày bừa, gieo mạ đến lúc đã cấy xong, trọng điểm là cũng cứ cày bừa hay gieo mạ hay sao? Không, trọng điểm lúc bấy giờ là nhổ cỏ, bón phân, tát nước. Chỉ thị của trên xuống từ đầu là phải động viên phong trào thi đua nhổ cỏ, bón phân, tát nước. Nhưng khi xuống đến địa phương thì lúa đã gần chín, mà địa phương cũng sao y chỉ thị phát động phong trào thi đua tát nước, nhổ cỏ, bón phân. Thế là máy móc. Nói tóm lại, ở các địa phương phải cố gắng làm, nhưng cũng có chỗ phấn khởi, cũng có nơi ít phấn khởi. Có chỗ sai lầm nhiều, có chỗ sai lầm ít. Là vì thế nào? Là vì tư tưởng cán bộ chưa thông suốt, vì lập trường chưa vững chắc. Hai khuyết điểm ấy do đâu mà ra? Là do thiếu nghiên cứu kỹ càng chính sách của đảng, của chính phủ, không biết gần gũi và học tập nhân dân, không thực thà thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không theo đúng đường lối quần chúng. Cho nên lập trường không vững, tư tưởng không thông suốt. Bây giờ muốn tư tưởng thông suốt, lập trường vững thì nhất định phải nghiên cứu kỹ càng, phải thấy rõ chính sách của chính phủ, của đảng và trung ương, phải gần gũi nhân dân, giúp đỡ nhân dân. Điểm thứ hai, như bác đã nói khi nãy, là bây giờ địch hết sức tìm tòi đủ cách,
hết sức tìm tòi đủ cách để phá hoại chúng ta, bởi vì nó không muốn cho chúng ta thành công. Vì vậy, phải hết sức cảnh giác, phòng gian, bảo mật. Ví dụ như vấn đề di cư, vấn đề tôn giáo, vấn đề sản xuất hay tất cả các vấn đề khác đều phải hết sức cảnh giác, đề phòng địch phá hoại ngấm ngầm hoặc phá hoại ra mặt. Cảnh giác đây không phải chỉ có các cô, các chú cán bộ hay chỉ có đảng viên mà thôi, mà phải làm sao cho nhân dân cũng phải có ý thức cảnh giác. Ví dụ bây giờ con đường xe lửa Hà Nội, Mục Nam Quan là chỗ mà nhân dân cần có cảnh giác nhiều. Không phải là công an, bộ đội hay cán bộ thấy hết âm mưu phá hoại của nó, mà nhờ nhân dân thấy. Nhân dân biết con đường xe lửa ấy là của mình, của nhân dân, là lợi ích của nhân dân. Cần phải làm cho nhân dân biết có bọn địch muốn phá hoại. Thế là nhân dân giúp sức giữ gìn đường xe lửa. Nếu chỉ bộ đội hay công an, cán bộ không, cũng không đủ làm xiết. Nghĩa là trách nhiệm của các chú cán bộ công an, quân đội phải chịu trách nhiệm chính, nhưng đồng thời cũng phải giáo dục nhân dân để họ giúp đỡ ta. Nhân dân có hàng chục vạn lỗ tai, hàng chục vạn con mắt. Nếu ta không thấy được thì nhân dân thấy, nếu ta không nghe được thì nhân dân nghe. Điểm cuối cùng, bác nói trở lại điểm đầu tiên, mình là cán bộ, đảng viên phải có quyết tâm, phải có tin tưởng. Chúng ta sẽ có nhiều khó khăn, nhưng chúng ta quyết tâm vượt khó khăn thì nhất định sẽ vượt khó khăn. Trong cuộc đấu tranh của chúng ta, tuy lâu dài và gian khổ, nhưng chúng ta có lòng tin tưởng rằng mình nhất định thắng lợi thì chúng ta sẽ thắng lợi. Thưa các bạn, tôi vừa trình bày xong với các bạn tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Huấn thị trong cuộc hội nghị cán bộ đảng. Tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào tháng 4 năm 1955. Theo tài liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Hy vọng qua tác phẩm này các bạn sẽ hiểu thêm về lịch sử của nước nhà cũng như vận dụng tốt hơn vào công tác của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.